Thân đó sẽ được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả và quý vị cùng đã theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và sẽ được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân mến, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi thực hiện với tên gọi là sụp mí, mở thừa tuổi trung niên lựa chọn làm đẹp thế nào để an toàn nhất. Thưa quý vị và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng hiện đang công tác tại Khoa Gia Liễu Thẩm Mỹ Gia của Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thanh giáo sẽ được mến chào bác sĩ Hưng ạ. À, cảm kính chào thanh giáo, kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ Hưng, sụp mí là một vấn đề thường gặp ở các chị em phụ nữ. Xin hỏi bác sĩ thì thông thường cái độ tuổi nào sẽ gặp phải cái vấn đề này thưa bác sĩ Hưng? Thì cái sụp mí dạ. nó liên quan đến cái vấn đề gọi là suy giảm chất lượng độ à, đàn hồi của da dạ. cũng như là liên quan đến cái vấn đề là suy yếu của cái vấn đề của những cái vấn đề cơ mà nó đóng vai trò là nâng cái phần mí lên. Cụ thể đây là chúng ta có cơ vòng mắt hoặc là cơ trán. Thì cái độ tuổi mà gây ra cái hiện tượng sụp mí nó cũng tương đồng với cái độ tuổi lão hóa của yeah. những cái vùng da khác trên cơ thể thì thông thường khi mà phụ nữ bước qua độ tuổi 30 thì lúc này cái mật độ collagen trong da những cái vấn đề lão hóa nó bắt đầu nó tác động vào những cái vấn đề của da và lúc này hiện tượng sụp mí nó đã bắt đầu xảy ra tuy nhiên thì ban đầu thì cái hiện tượng sụp mí nó cũng chỉ là cái à, nhẹ nhàng à, chưa người ta chưa nhận ra tuy nhiên bước vào sau giai đoạn 35 hoặc là bước vào gần đến cái giai đoạn 40 tuổi thì lúc này vấn đề sụp mí nó sẽ bắt đầu diễn ra một cách rõ ràng hơn và lúc này đôi khi chúng ta khi chúng ta soi gương thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mí mắt của mình nó sẽ có xuống sụp xuống và một số trường hợp khi mà nó diễn tiến nặng hơn thì lúc này chúng ta cảm thấy là chúng ta mở mắt nó sẽ càng ngày càng khó khăn hơn và chúng ta có thể thấy là cái mí mắt đôi khi nó có thể che khuất tầm nhìn của chúng ta nữa dạ thưa bác sĩ thông thường thì sụp mí thì do nguyên nhân do đâu do cơ địa lão hóa tự nhiên hay là do một cái chế độ dinh dưỡng một cái chế độ sinh hoạt của trẻ phụ nữ thưa bác sĩ hưng thì những cái nguyên nhân cơ chế tác động vào cái sụp mí nó cũng dạ. tương tự như là những cái cơ chế mà chúng ta tác động lên làn da thôi thì nó sẽ có ảnh hưởng bởi hai yếu tố yếu tố thứ nhất là yếu tố nội sinh yếu tố nội sinh là những cái vấn đề lão hóa sinh ra từ bên trong cơ thể mà chúng ta gần như không thể gọi là có thể tác động có thể can thiệp được. Cụ thể đây chính là quá trình tuổi tác. À, khi chúng ta tuổi tác à, lớn rồi thì lúc này quá trình trao đổi chất trong cơ thể nó sẽ bị ảnh hưởng nè nó sẽ bị à, những cái à, chất lượng của cái làn da, chất lượng collagen trong cơ thể nó sẽ bị mất đi. Cũng như là những cái yếu tố, à, những cái gốc sinh hóa tự do cũng như là những yếu tố di truyền trong cơ thể, yeah. nó cũng có thể tác động và làm suy yếu cái độ đàn hồi của làn da rồi yếu tố thứ hai là yếu tố ngoại sinh yếu tố ngoại sinh đây là yếu tố do ảnh hưởng từ yếu tố môi trường từ bên ngoài thì cụ thể đây là do những yếu tố khi chúng ta stress chúng ta căng thẳng chúng ta mất bộ quá nhiều nó cũng có thể ảnh hưởng gây ra quá trình lão hóa của làn da khi chúng ta vui mắt quá nhiều thì yếu tố cơ học nó có thể nó làm suy giảm à, những cái mật độ collagen làm đứt gãy những collagen tại vùng mí mắt và nó không thể gây ra quá trình sụp mí hoặc là do chúng ta sinh hoạt không điều độ yeah. chúng ta ăn uống quá nhiều những cái À, đồ ngọt nó cũng có thể ảnh hưởng đến những cái sợi collagen tuổi thọ những sợi collagen của làn da hoặc là khi chúng ta hút thuốc nó cũng có thể ảnh hưởng đến à, vấn đề lão hóa của làn da và có thể do cái môi trường khi chúng ta sống và sinh hoạt nó quá nhiều những cái yếu tố gọi là ô nhiễm yeah. nó cũng có thể làm gia tăng cái nồng độ những gốc oxy hóa tự do bên trong cơ thể và cũng là một yếu tố có thể gây ra cái hiện tượng gọi là thoái hóa collagen bên trong cơ thể và sụp mí là một trong những biểu hiện của cái hiện tượng này. Dạ, vậy thì hiện nay đã có những cái phương pháp nào để điều trị sụp mí thưa bác sĩ Hưng? À, thì cái hiện tượng sụp mí à, để chúng ta điều trị chúng ta bắt buộc chúng ta phải nâng được cái cái phần mí mắt của chúng ta lên. Dạ. Thì cụ thể đây là chúng ta có một số cái phương pháp để chúng ta có thể can thiệp. Thì trước hết chúng ta phải hiểu là sụp mí nó cũng có nhiều cái mức độ tùy theo mức độ mà chúng ta sẽ có mức độ can thiệp khác nhau ví dụ như thứ nhất là mức độ nhẹ, mức độ nhẹ chúng ta chỉ cảm thấy là chúng ta soi gương chúng ta mới thấy được cái hiện tượng mí mắt của chúng ta nó hơi sụp thôi. À, mức độ trung bình thì lúc này là cái phần mí mắt nó đã có thể nó che khuất khi yeah. cái tầm nhìn của chúng ta hoặc là chúng ta phải cần à, sử dụng một cái lực chúng ta phải cố tình chúng ta Rướng mày lên thì chúng ta hoặc là chúng ta mở mắt thật to chúng ta mới thấy nhấc được cái cái mí mắt lên và mức độ nghiêm trọng, mức độ nặng thì lúc này khi chúng ta dùng những cái lực chúng ta rướng thì gần như là chúng ta cũng chỉ nâng được một phần cái mí mắt lên thôi và nó cũng cái mí mắt lúc này nó đã có thể che khuất cái tầm nhìn của chúng ta rồi thì tùy thuộc vào những cái vấn đề nguyên nhân cũng như là cái cái mức độ mà chúng ta sẽ có mức độ can thiệp khác nhau ở mức độ đầu tiên là có thể do khi chúng ta chỉ là vận động chúng ta sử dụng mắt quá nhiều chúng ta làm việc vi tính nhiều quá chúng ta thức khuya nhiều quá thì lúc này mắt của chúng ta nó sẽ mệt mỏi và lúc này cái việc chúng ta thư giãn chúng ta có thể ngủ một giấc chúng ta nhỏ mắt À, chúng ta massage vùng mắt nó gọi là có thể cải thiện được cái vấn đề sụp mí rồi ở mức độ trung bình à, trung bình hoặc là mức độ nhẹ mà chúng ta có sụp mí do yếu tố gọi là thực thể gây ra rồi yeah. thì chúng ta có thể dùng những cái phương pháp thẩm mỹ nội khoa để chúng ta có thể can thiệp vào vấn đề sụp mí thì cụ thể đây chúng ta có thể sử dụng những phương pháp ví dụ như nếu do sụp nhẹ cái phần đuôi chân mày yeah. chúng ta có thể sử dụng cái botulinum toxin để chúng ta tiêm vào để chúng ta thư giãn cái vùng những cái cơ mà nó làm hạ cái chân mày xuống thì lúc này khi những cái cơ nó nó thư giãn ra nó có thể giúp nó thả lỏng cái phần uh, chân mày chúng ta đưa lên trên. Tôi thứ hai chúng ta có thể sử dụng những phương pháp ví dụ như là uh, hai phu dạ. uh, để chúng ta tác động vào cái phần cơ trán uh, chúng ta làm gia tăng đàn hồi của cái phần cơ trương lực cơ tại khu vực trán thì nó cũng giúp phần làm nhất cái cung mày của chúng ta lên. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng những phương pháp uh, xâm lấn tối thiểu để dạ. chúng ta can thiệp cụ thể này là chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp như căng chỉ để chúng ta can thiệp vào cái cái chân mày để chúng ta dùng cái lực căng cơ học của sợi chỉ để chúng ta kéo lên và cái lực là và những sợi chỉ này nó cũng kích thích da chúng ta sản sinh ra những cái collagen để nó giúp nâng cái cung mày của chúng ta lên và nếu như những phương pháp này nó chưa can thiệp được một cách hiệu quả dạ. thì lúc này khi mà những cái vấn đề sụp cung mày nó mức độ nghiêm trọng nặng thì bắt buộc chúng ta phải đặt cái phương án gọi là à, tạo hình thẩm mỹ à, thẩm mỹ ngoại khoa để chúng ta can thiệp vào để chúng ta giải quyết. Thì tùy thuộc vô cái dạng mà chúng ta can cái dạng à, trên yếu tố lâm sàng mà cái phần mí sụp thì chúng ta có hai phương pháp mà hay được sử dụng hiện nay đó là treo cung mày và cắt mí. Dạ. Và thưa bác sĩ đối với những cái phương pháp mà bác sĩ Hưng chia sẻ từ nãy giờ thì cái ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp sẽ ra sao? Chẳng hạn như thời gian để thực hiện, mức độ tự nhiên sau khi thực hiện, uh, chi phí, nguy cơ các biến chứng, tác dụng phụ khác nhau ra sao giữa các phương pháp này thưa bác sĩ Hưng? Thì nếu như chúng ta sử dụng cái phương pháp về thẩm mỹ nội khoa dạ. để chúng ta can thiệp vào quá trình sụp mí để mà giải quyết những vấn đề sụp mí thì cái những cái này thì cái thời gian nghỉ dưỡng của những của nó tương đối là rất là nhẹ nhàng yeah. ví dụ như là đối với vô toxin thì gần như chúng ta không có bất kỳ một cái thời gian nghỉ dưỡng nào chỉ cần chúng ta tiêm xong mà trong vòng khoảng à, hai ngày sau chúng ta đã có thể thấy được cái hiệu quả của cái của cái phương pháp này nó đã xuất hiện này à, đối với phương pháp gọi là à, hai phu thì à, chúng ta cũng gần như không có mất cái thời gian nghỉ dưỡng à, quá trình chúng ta điều trị nó cũng rất là thoải mái nó cũng rất là nhẹ nhàng À, và sau khi điều trị xong thì gần như là cũng không có bất kỳ một cái khó chịu nào. Và sau khi thực hiện thì khoảng tầm 2 tuần sau thì chúng ta có thể thấy được cái hiệu quả của cái nâng cung mày. Thì chi phí để chúng ta thực hiện cái cái phương pháp này thực ra nó cũng dao động đâu đó khoảng tầm 10 đến 15 triệu một lần làm. Và tác dụng phụ của nó thì nếu như chúng ta thực hiện đúng những cái kỹ thuật thì gần như là nó cũng không để lại những tác dụng phụ nào à, quá gọi là nghiêm trọng à, và những cái khó chịu đơn thuần của nó chỉ là cái cảm giác hơi ê ê cái vùng điều trị à, mức độ nhẹ tới trung bình sau khi chúng ta điều trị còn đối với phương pháp căng chỉ khi chúng ta thực hiện thì đây là một phương pháp nó sẽ mang tính chất gọi là hiệu quả hơn so với chúng ta sử dụng cái hai phu yeah. hoặc là botulinum toxin có thể giải quyết những cái tình trạng sụp phí mức độ nặng nề hơn thì à, khi chúng ta đưa những cái thể chỉ này vào thì tất nhiên thì đây là một cái phương pháp gọi là can thiệp thẩm mỹ nội khoa à, xâm lấn tối thiểu thì nó cũng sẽ để lại những cái vết có thể gây ra hiện tượng hơi phù nề tại cái vùng điều trị, có thể gây ra hiện tượng hơi sưng bầm nhẹ tại vùng điều trị và hiệu quả điều trị thì gần như có thể thấy ngay lập tức. Yeah. Tuy nhiên để mà chúng ta có thể thấy được cái kết quả nó đẹp nhất thì chúng ta sẽ thấy đợi cái hiện tượng phù nề này nó nó mất đi thì trung bình sẽ mất khoảng tầm 7 tới 10 ngày để chúng ta thấy được cái hiệu quả của nó tối ưu nhất. Còn đối với cái những cái trường hợp mà chúng ta can thiệp bằng à, treo khung mày yeah. hoặc là cắt mí thì chúng ta cũng phải lưu ý là đối với treo cung mày thì chúng ta sẽ à, cất cần cái thời gian nghỉ dưỡng lâu hơn đôi khi cần phải một tháng để chúng ta giảm đi cái hiện tượng dạ. phù nề à, giảm đi những cái vết đỏ ở cái khu vực phẫu thuật của chúng ta và đôi khi là nếu mà nếu chúng ta sử dụng cái phương pháp cắt mí để chúng ta cải thiện vấn đề sụp mí thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta cắt mí thì tại vì vùng mí mắt chúng ta là một cái mô liên kết rất là lỏng lẻo thì khi chúng ta cắt mí nó có thể gây ra hiện tượng sưng bầm thậm chí là tụ máu tại những vùng này khá là nhiều và thời gian để mà chúng ta có thể gần như là giải quyết hết tất cả những cái tác dụng phụ này đôi khi nó mất khoảng tầm một tháng tới một tháng rưỡi thì chúng ta có thể gọi là khôi phục được cái cái vẻ đẹp à, toàn bộ và dạ. tối ưu nhất tuy nhiên cũng như là cái sự khác biệt giữa thẩm mỹ nội khoa và thẩm mỹ ngoại khoa thì thẩm mỹ ngoại khoa nó sẽ có những cái yếu tố nguy cơ à, nhiều hơn là thẩm mỹ nội khoa ví dụ như nếu chúng ta phẫu thuật thì nó có thể hoàn toàn gây ra những cái vấn đề như là sẹo dạ. những vấn đề nhiễm trùng cũng như là những vấn đề là cần thời gian nghỉ dưỡng nó lâu hơn à, một cái vấn đề mà cũng được rất là nhiều quý cô đặt ra đó chính là để điều trị sụp mí phụ nữ trung niên chúng ta nên keo mày hay là cắt mi thưa bác sĩ Hưng thì cái hiện tượng sụp mí nếu như ở mức độ nặng và yeah. nghiêm trọng thì chúng ta sẽ phải đặt ra vấn đề lựa chọn giữa uh, cắt mí yeah. hay là treo cung mày thì nên nó sẽ có cái sự khác biệt giữa hai phương pháp thì uh, treo cung mày là chúng ta sẽ can thiệp uh, phẫu thuật lại cái làn da nó nằm ở vị trí gần gần cái cái chân mày nó có thể nằm trên hoặc là dưới cái cung mày và cắt mí là chúng ta sẽ cắt gọi là giải quyết cái phần gọi là can thiệp vào cái phần ngay tại vị trí mí mắt thì um, cái sự khác biệt giữa hai phương pháp này chúng ta phải lựa chọn vào cái hình thể lâm sàng của cái vấn, vấn đề sụp mí thì nếu như vấn đề sụp mí nó liên quan đến vấn, vấn đề về mí mắt hoặc là khi chúng ta cần tạo hình luôn cái mí mắt ví dụ như là khi mà sụp mí kết hợp với việc là cái mí đó là cái hiện tượng là chỉ có mắt một mí thôi hoặc là cái góc mắt trong nó nó quá à, nhỏ yeah. đi, à, chúng ta cần giải quyết nhiều yếu tố luôn à, ngoài việc chúng ta giải quyết phần mí mắt thì vấn đề sụp mí chúng ta cần tạo hình hai mí mắt hai mí hoặc là chúng ta cần mở rộng góc mắt thì lúc này à, hoặc là chúng ta cần lấy luôn cả những cái vấn đề mở à, tập trung tại cái phần mí mắt những vấn đề thoát vị mở tại vùng mắt thì chúng ta sẽ đặt cái, cái chỉ định là cắt mí lên hàng đầu còn đối với những trường hợp khi mà chúng ta thấy cái cung mày của chúng ta nó không có được đẹp à, nó không có hiện tượng là đều nhau tại hai bên cái cung mày hoặc là cái phần đuôi chân mày nó bị rũ xuống quá nhiều nó bị sụp cái phần đuôi chân mày hoặc là chúng ta bị thoát vị mô mỡ tại cái khu vực đuôi chân mày nhiều quá, chúng ta tụ mỡ tại phần đuôi chân mày nhiều quá thì lúc này cái chỉ định là treo cung mày nó sẽ được chỉ định do đó tùy thuộc vào những vấn đề trên lâm sàng mà lúc này người bác sĩ họ sẽ có những cái chỉ định khác nhau giữa việc cắt bí mắt và treo cung mày cho người khách hàng của mình Dạ, à, thưa bác sĩ, sau khi thực hiện các biện pháp để điều trị sụp mí thì các quý cô chúng ta nên chăm sóc cái vùng này như thế nào? Về cái vấn đề dinh dưỡng thì cũng có rất nhiều chị em quan tâm. Xin hỏi bác sĩ là nên ăn uống như thế nào để điều trị sụp mí, thực phẩm nào thì có nguy cơ để lại sẹo lâu lành mà các quý cô chúng ta cần phải lưu ý thưa bác sĩ Hưng? Thì à, nếu như chúng ta thực hiện những phương pháp như là tiêm dạ. hoặc là chúng ta làm những cái phương pháp hai phu thì đây là hai phương pháp gần như không có can thiệp gì với làn da của chúng ta hết do đó gần như vấn đề nghỉ dưỡng như vấn đề chăm sóc da nó cầu kỳ gần như chúng ta không cần tính đến và chúng ta cứ nghỉ ngơi chăm sóc da như bình thường như mỗi ngày chúng ta vẫn hay làm và hiệu quả của nó nó sẽ đến à, trong vòng khoảng một tuần đấy còn à, đối với những phương pháp mà chúng ta có can thiệp à, dù cho là can thiệp à, à, tối thiểu hoặc là chúng ta có can thiệp ngoại khoa thì chúng ta cũng cần phải lưu ý thứ nhất là chúng ta cần phải giữ cho cái làn da của chúng ta yeah những vị trí mà chúng ta can thiệp nó phải sạch sẽ cái vị trí sạch sẽ này nó sẽ giúp cho chúng ta không bị những cái yếu tố như là nhiễm trùng à, nó tác động vào và nó gây trầm trọng tại vị trí mà chúng ta à, vừa mới thực hiện cái thủ thuật Yếu tố thứ hai là chúng ta yếu tố dinh dưỡng thì Yếu tố dinh dưỡng này thì chúng ta cứ ăn uống bình thường theo yeah. như những cái chỉ định của bác sĩ thì theo dân gian của chúng ta thì chúng ta cần phải kiêng những cái món có khả năng tạo hình sẹo à, ví dụ như là những cái món như là thịt bò nè À, rau muống nè, trứng thì à, đó là những cái mà theo dân gian. Tuy nhiên thực tế hiện nay thì à, có chưa có gần như chưa có những cái bằng chứng à, khoa học à, chứng minh một cách cụ thể là à, những cái thực phẩm này nó có gây ra những cái vấn đề tạo hình sẹo hay không. Và chủ đạo thì nó chủ phụ thuộc vào những vấn đề cơ địa của người người khách hàng. À, thì ví dụ như cơ địa một người mà có thể sinh sẹo lồi, thì cái khả năng xác suất hình thành cái sẹo lồi này nó sẽ cao hơn dạ. so với người bình thường và cũng như vì phụ thuộc vào những cái kỹ thuật bác sĩ khi thực hiện cũng như là quá trình làm thương nó tốt hay không. Do đó thì chủ đạo lại thì với cái vấn đề này chúng ta cũng cần ăn uống như bình thường thôi. Và nếu như chúng ta có một cái lời khuyên nào về cái vấn đề gọi là dinh dưỡng thì tôi chỉ có một lời khuyên là chúng ta nên tránh những cái thực phẩm mà bình thường chúng ta đã biết rõ là nó dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta nên tránh để tránh cái việc là một cái yếu tố dị ứng nó hình thành À, trên một cái cơ địa mà chúng ta vừa thực hiện một cái thủ thuật thì lúc này nó có thể nó làm trầm trọng hơn cũng như là việc chúng ta chăm sóc da nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Dạ, à, Thưa bác sĩ Hương, sau khi điều trị thì cái nguy cơ mắc sụp mí trở lại ra sao và làm sao để chúng ta ngăn chặn được cái điều này? Vì điều trị sụp mí bao lâu chúng ta nên thực hiện một lần thưa bác sĩ? À, đối với gọi là việc chúng ta thực hiện những phương pháp thẩm mỹ nội khoa yeah. à, để chúng ta can thiệp vào vấn đề sụp mí thì thông thường những phương pháp thẩm mỹ nội khoa nó can thiệp vào nó chỉ giúp gọi là tăng sinh collagen tại cái vùng da điều trị hoặc là nó làm à, cái độc tố của botulinum toxin nó làm thư giãn tại cái vùng cơ thì chính vì vậy khả năng mà sụp mí trở lại nó sẽ gần như diễn tiến lại chỉ trong vòng khoảng một năm yeah. khi mà cái tuổi thọ của những sợi collagen mới được tạo ra nó bị gần như là nó đã hết đi hoặc là cái tác dụng của cái độc tố bonum toxin nó bị gần như là mất tác dụng hoàn toàn thì lúc này quá trình sụp mí nó đã có thể xuất hiện trở lại do đó phương pháp này nó sẽ dùng trong những trường hợp sụp mí mức độ nhẹ yeah. và người khách hàng của chúng ta sẵn sàng thực hiện lại trong vòng khoảng một năm còn đối với những cái phần trường hợp mà chúng ta sử dụng gọi là, là căng chỉ thì quá trình căng chỉ thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tuổi thọ của sợi chỉ khi chúng ta treo cái cung mày đối với những cái sợi chỉ thông thường nếu chúng ta căn chỉ nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái quá trình khoảng tầm 2 năm tới 5 năm tùy ừ. thuộc vào cái chất lượng sợi chỉ mà chúng ta can thiệp còn đối với những cái trường hợp mà chúng ta à, can thiệp thẩm mỹ ngoại khoa chúng ta cắt da chúng ta bay lại thì à, thông thường thì cái vấn đề gọi là tái lập và là sụp cung mày nó cũng có thể xảy ra tuy nhiên cái thời gian của nó nó sẽ à, kéo dài hơn và trung bình khoảng tầm khoảng 5 năm tới 10 năm thì lúc này hiện tượng sụp nó có thể nó trở lại thì để chúng ta chăm sóc sau khi chúng ta thực hiện những thủ thuật thì nó cũng giống như chúng ta chăm sóc khi mà chúng ta chăm sóc da bình thường thôi tất nhiên chúng ta cũng sẽ phải ngủ sớm nè chúng ta không dụi mắt chúng ta không can thiệp cơ học quá nhiều tại khu vực vùng quanh mắt và cũng như chúng ta sẽ ăn uống những cái thực phẩm nó giàu những cái chất chống oxy hóa chúng ta tránh việc chúng ta hút thuốc lá chúng ta ở trong những cái môi trường hoặc là chúng ta đi nắng mà chúng ta không có che chắn gì thì khi chúng ta giữ gìn chăm sóc da chúng ta kỹ lưỡng thì lúc này quá trình lão hóa nó sẽ tác động vào da chúng ta sẽ lâu hơn và cái tuổi thọ để mà chúng ta giữ cái làn da chúng ta tránh để mà thực hiện lại một cái thủ thuật treo cung mày nó cũng sẽ kéo dài hơn dạ à, ngoài cái vấn đề sụp mí thì càng lớn tuổi mỡ thừa có xu hướng tích lại và khó giảm cân nhất là ở các vùng như là bụng cánh tay đùi nhờ bác sĩ hưng có thể chia sẻ để giải quyết mỡ thừa trong phẫu thuật thẩm mỹ có những cái giải pháp nào trong đó thì giải pháp nào tiên tiến nhất hiện nay và phù hợp với các quý cô trung niên thưa bác sĩ hưng thì à, đối với cái mỡ thừa thì khi chúng ta bước vào độ tuổi trung niên dạ. thì lúc này những cái chuyển hóa trong cơ thể nó sẽ bắt đầu chậm lại những yếu tố hormone nội tiết bên trong cơ thể nó cũng bắt đầu hoạt động kém hiệu quả dần đi và hệ quả là chúng ta sẽ phải tích lũy mỡ tại những vị trí mà gần như chúng ta không mong muốn ví dụ như là mở tại hai bên cái viền hàm nè à, mở tại vùng má nè à, tại nọng cầm nè à, mở tại cánh tay đùi hoặc là tại vùng bụng thì đó là những vị trí mỡ mà chúng ta không mong muốn và chúng ta thường có xu hướng để chúng ta điều trị thì để mà chúng ta điều trị được cái vấn đề giảm mỡ thì hiện nay À, bằng cái thẩm mỹ nội khoa mà ngoại khoa chúng ta có rất nhiều những cái sự lựa chọn để chúng ta giải quyết. Yeah. Thì thông thường đối với thẩm mỹ nội khoa đối với da liễu chúng tôi thì có một số cái phương pháp ví dụ như chúng ta có thể dùng laser xung à, dài để chúng ta có thể à, tác động vào cái những vị trí tác động sâu vào những vị trí mô mỡ và chúng ta có thể giúp làm hủy đi những cái mô mở tại cái cái vùng này. À, thì phương pháp này nó tương đối là nó ít xâm lớn nó nhẹ nhàng tuy nhiên thì cái hiệu quả của nó thì đôi khi nó cũng chỉ tác động hiệu quả tại những cái vùng mỡ mà tích tụ mức độ nhẹ và da ít có hiện tượng dạ. là mất đi cái hiện tượng độ đàn hồi nhẹ và đôi khi cái hiệu quả của nó cũng thích, chưa thực sự là rõ ràng phương pháp thứ hai là chúng ta có thể dùng những yếu tố như là quang um, là quang đông để chúng ta hủy mỡ thì phương pháp này chúng ta sẽ sử dụng một cái máy để chúng ta hút toàn bộ cái khối mỡ vào bên trong cái khoang khoan điều trị của nó và nó dùng yếu tố đông lạnh ở nhiệt độ khoảng tầm âm 10 tới âm 5 độ c yeah. để nó làm đông hủy cái cục mỡ và nó làm cho tế bào mỡ bước vào chu trình gọi là chết tự nhiên của cái mô mỡ thì phương pháp này nó cũng gọi là được chứng minh là cũng khá là hiệu quả tuy nhiên thì cái cái tác dụng phụ của nó đôi khi nó cũng có thể gây ra những hiện tượng đỏ da bầm da sau cái thời gian điều trị à, tuy nhiên hiểu cái lợi ích của nó là gần như chúng ta sẽ không phải can thiệp thẩm mỹ ngoại khoa để chúng ta hủy đi những cái khối mỡ đó về yếu tố nữa là chúng ta có thể sử dụng những cái gọi là RF nội bì hoặc là laser nội bì để chúng ta can thiệp thì phương pháp này nó tiên tiến hơn là chúng ta có thể sử dụng những cái yếu tố năng lượng chúng ta luồn bên dưới những cái mô mỡ và chúng ta kích thích um, gia tăng nhiệt độ tại cái mô mỡ để chúng ta hủy đi cái mô mỡ này, hóa lỏng cái mô mỡ này ra hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái ống cannula à, có cái đầu rung siêu âm yeah. để chúng ta luồn xuống bên dưới mô mỡ và chúng ta sử dụng cái 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 tần số khoảng nằm 4 ngàn xung động trong vòng một giây để chúng ta đánh tan mô mỡ và chúng ta kết hợp đối với cái lực hút gọi là à, lực hút âm để chúng ta hút cái lượng mỡ sau khi chúng ta điều trị ra thì phương pháp này nó nằm dao động ranh giới giữa à, thập mỹ nội khoa ít xâm lấn và thập mỹ ngoại khoa và ưu điểm là chúng ta có thể gần như là can thiệp và không gây lại những cái vấn đề nghỉ dưỡng quá lâu cho người khách hàng của mình. À, tuy nhiên nhược điểm của nó là đôi khi cái chi phí của nó nó cũng tương đối cao và một số trường hợp là như chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thực hiện nó không đúng quy trình, yeah. chúng ta sử dụng những cái biện pháp gọi là gây tê quá nhiều để chúng ta đưa vào cái cái mô mỡ thì đôi khi nó sẽ gây ra cái hiện tượng ngộ độc thuốc tê và có thể gây ra những cái tai biến những cái tác dụng phụ không mong muốn mà như vừa qua chúng ta thấy là báo đại cũng đưa tin khá là nhiều và một cái trường một cái phương pháp nữa có thể sử dụng để mà can thiệp khi mà những cái người khách hàng bị cái khối lượng mỡ tích tụ khá là nhiều rất là nhiều và cái hiện tượng da bụng nó cũng có hiện tượng trùng nhão rất là nhiều thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật để lấy hoàn toàn bộ khối mỡ cũng như chúng ta cắt tạo hình lại cái thành bụng thì chúng ta vừa giải quyết được cái vấn đề gọi là loại trừ khối mỡ dưới da cũng như là chúng ta tạo hình lại cái thành bụng thì đây cũng là cái phương pháp và là gần như là hiệu quả nhất hiện nay tuy nhiên à, ưu điểm của nó là hiệu quả nhất giải quyết được nhiều mô mỡ nhất tái tạo được thành bụng tuy nhiên nó cũng có mỗi tố nhược điểm là đây là một cái à, trường hợp là phẫu thuật ra dạ. à, mức độ xâm lấn của nó là cao nhất và sau khi à, trải qua cuộc phẫu thuật này thì cái người bệnh nhân người khách hàng họ sẽ phải cần một cái thời gian tương đối lâu để mà hồi phục có thể từ 2 tuần tới một tháng cũng như là phương pháp phẫu thuật thì nó có thể đánh đổi lại là những cái đường sẹo bên trên da bụng nó có thể nó xuất hiện và đôi khi nó cũng thể gây một yếu tố mất thẩm mỹ tại sau khi chúng ta thực hiện cái phương pháp này À, ngoài cái vấn đề để lại sẹo thì đứng trước những cái lựa chọn làm đẹp thì không ít các chị em chúng ta cũng rất là băn khoăn à, lo sợ những cái biến chứng nguy hiểm. Nhờ bác sĩ đưa ra lời khuyên cho các chị em lựa chọn tốt nhất trong cái tình huống này thưa bác sĩ Hưng. Thì à, cái hiện nay thì xu hướng thẩm mỹ nó đang là gần như là phát triển rất là mạnh dạ. tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trên khắp Việt Nam mình. Dạ. Thì à, tất nhiên một cái thị trường nó phát triển nóng như vậy nó có thể kéo theo nhiều cái hệ lụy À, khi mà lúc này yếu tố nhập nhằng giữa à, y tế chính quy và cái y tế không chính quy yeah. nó nó sẽ gần như nó rất là rối loạn và nếu như cái việc là à, từ hiện tượng này hiện tượng này nó cứ tiếp diễn nó có thể gây ra những cái à, tai biến những cái tác dụng phụ những cái ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nghiêm trọng và do đó gần như là chúng ta sẽ cái việc chúng ta lo lắng khi chúng ta chọn lựa ừ. những cái phương pháp điều trị những cái cơ sở điều trị nó hoàn toàn là hợp lý và nó gần như là là xứng đáng cho cái người khách hàng của mình và nếu như chúng ta gọi là quan tâm đến cái việc là chúng ta bảo vệ cho sức khỏe của mình thì chúng ta sẽ cần có những lưu ý sau đây khi chúng ta điều trị những cái thẩm mỹ chúng ta lựa chọn những cái phương pháp thẩm mỹ đầu tiên mà tôi đặt ra là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái cơ sở để chúng ta điều trị thì một cái cơ sở điều trị thẩm mỹ nó sẽ phải được à, cấp phép bởi sở y tế thì à, để mà sau khi chúng ta đã kiểm duyệt toàn bộ những cái quy trình an toàn để khi chúng ta thực hiện cho người khách hàng người bệnh nhân của mình thì thông thường đó là những cái cơ sở uh, tại những cái bệnh viện lớn nè những cái bệnh viện uh, đã được cấp phép bởi sở y tế hoặc là những cái cơ sở y tế có thẩm quyền yeah. uh, và cái yếu tố thứ hai là chúng ta phải quan trọng là người nào thực hiện như chúng ta những cái chuyên gia y tế nào chúng ta thì ưu tiên hàng đầu chúng ta phải lựa chọn một người bác sĩ À, đã được cấp phép ở những cái cơ sở y tế có thẩm quyền và cũng như nếu chúng ta cẩn thận hơn, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng à, chúng ta tìm hiểu à, những cái lý lịch về cái người bác sĩ đó dạ. để chúng ta biết được là thực sự đây có phải là một người bác sĩ à, được cấp phép hay không, à, kinh nghiệm điều trị đến đâu và bằng cấp của họ, họ đã được điều, đã đào tạo trong cái ngành này lâu dạ. chưa và đã thực hiện thành công trong bao nhiêu ca, chẳng hạn. Và yếu tố thứ hai là chúng ta sẽ phải tìm hiểu về những cái phương pháp mà chúng ta dự định là chúng ta thực hiện thì việc chúng ta tìm hiểu chúng ta có thể thực hiện trước từ ở nhà chúng ta có thể tìm hiểu từ trên những cái thông tin internet à, chúng ta tìm hiểu sơ lược qua những phương pháp này sẽ tác động vào cơ thể của tôi như thế nào à, nó sẽ mang lại những cái tác dụng phụ những cái nguy cơ nào và sau đó khi chúng ta đến những cái cơ sở điều trị chúng ta thì chúng ta sẽ nghe à, những người bác sĩ những cái chuyên gia y tế tư vấn lại cho chúng ta một lần nữa à, chúng ta có thể đặt những câu hỏi cho các bác sĩ của mình yeah. à, về những yếu tố ví dụ như là à, sau khi điều trị tôi cần thời gian nghỉ dưỡng bao lâu à, tôi cần à, chăm sóc da như thế nào à, đại loại là những cái mà chúng ta chăm sóc những yếu tố nguy cơ những cái tác dụng phụ mà chúng ta cần mong muốn sau khi chúng ta điều trị và sau đó chúng ta cần có cái thời gian để chúng ta suy nghĩ à, suy nghĩ lại và chúng ta cân nhắc lại à, những cái tác dụng phụ những cái kết quả những cái thời gian nghỉ dưỡng sau khi chúng ta điều trị và sau đó chúng ta à, tuy nhiên cũng có một yếu tố mà cần biết rằng là bất kỳ một cái phương pháp nào khi chúng ta điều trị nó cũng sẽ có những cái nguy cơ gây ra những cái tai biến những cái tác dụng phụ dạ. và đó là một yếu tố mà chúng ta cũng cần cân nhắc trong quá trình chúng ta lựa chọn những cái à, phương pháp những cái thủ thuật để chúng ta điều trị những cái thẩm mỹ cho mình. Dạ, à, thành xin thay mặt cho tất cả quý vị khán thính giả và những người thực hiện chương trình xin trân trọng cảm ơn lời khuyên và những thông tin chia sẻ của bác sĩ trong số phát sóng ngày hôm nay. Mến chúc bác sĩ Hương thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn Thành Nam. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Dạ. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hương chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Thành đó xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.